Xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, những năm gần đây, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ đất trồng ngô, sắn, lúa, nương sang trồng cây bí xanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Và nhờ chú trọng phát triển theo hướng hàng hóa, thì sản phẩm bí xanh Tìa Dình hiện nay đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, trở thành cây trồng chủ lực của huyện Điện Biên Đông. Bí xanh là loại cây được người dân Tìa Dình trồng từ nhiều năm nay. Tuy nhiên trước đây người dân chủ yếu trồng tự phát nên năng suất sản lượng thấp. Từ năm 2018, được sự quan tâm của chính quyền huyện Điện Biên Đông, xã Tìa Dình đã chú trọng phát triển cây bí xanh theo chương trình mỗi xã một sản phẩm. Xã vận động bà con mở rộng diện tích, phát triển cây bí xanh theo hướng hàng hóa. Riêng cây bí này là chúng tôi trồng, là chúng tôi chỉ phát xong là chúng tôi trồng rất là dễ chăm sóc. Chúng tôi chỉ làm cỏ lúc nó còn bé, chỉ làm cỏ một lần. Sau này đến khi nào chăm sóc thì chỉ rất đơn giản. Đến nay, toàn xã Tìa Dình có hơn 80 hecta diện tích trồng bí với hơn 100 hộ dân tham gia, chủ yếu là bà con người dân tộc Mông. Để phát triển sản phẩm bí xanh và hỗ trợ đầu ra cho người dân, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thành lập hợp tác xã Tìa Dình, đứng lên xây dựng liên kết chuỗi với sự tham gia của nhiều hộ dân. Thành lập hợp tác xã để đảm bảo bao tiêu sản phẩm bí xanh cho bà con nhân dân, để góp phần phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo cho bà con nhân dân. Phòng cũng đã kết nối với một số cái đơn vị doanh nghiệp để ký kết hợp đồng và bao tiêu sản phẩm bà con, để thúc đẩy cái vấn đề phát triển kinh tế của bà con trên địa bàn xã Tìa Dình nói riêng và cũng trên địa bàn huyện nói chung. Ngoài bí xanh Tìa Dình, hiện nay các sản phẩm nông nghiệp huyện Điện Biên Đông như lạc đỏ xã Na Son, khoai sọ ở xã Phì Nhừ cũng đã được tỉnh Điện Biên công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, trở thành những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương.